về em, anh sẽ phải tìm cho mình một tình cảm khác. Mặc dù anh không hề muốn mình là người dễ dàng thay đổi người yêu như vậy. Chia tay Seri, Masu chuyến xe tiếp tục ở lại Hà Nội 1-2 ngày để đón thành viên mới và chuẩn bị nhận nhiệm vụ từ chương trình. Mèo Tròn, cô gái đầy bản lĩnh, dường như đang phải trải qua những ngày khó khăn nhất của mình trên chuyến xe hồng. Mạnh mẽ để là điểm tựa cho chính mình và cho hai cô gái còn lại, để rồi tuổi thân khóc một mình. Giờ đây người ta chỉ thấy Mèo Tròn càng thêm lặng lẽ. Nhưng chỉ một ngày sau, thì ra Mèo đã quyết định thay đổi. Buổi chiều hôm đó, họ đến thăm một nơi đặc biệt, đó là trường Nguyễn Đình Chiểu, nơi nhận dạy dỗ các em khiếm thị. Ngoài việc thăm các em, tất nhiên mục đích của các bạn trẻ còn là để tìm hiểu và thực hiện lời hứa với em Lì. Đây là ngôi trường hiện có 153 em học sinh khiếm thính đang theo học từ lớp 1 đến lớp 9. Ngoài học văn hóa, các em còn được học thêm về nhạc và đặc biệt là được đào tạo về một số ngành nghề phù hợp để sau này khi ra trường các em có thể đi làm và có thu nhập. Hôm nay mục đích của các thành viên là đến thăm và động viên các em khiếm thị. Nhưng chính sự hồn nhiên, trong trẻo, sự lạc quan yêu đời đến đáng kinh ngạc của các em học sinh khiếm thị ở đây đã khiến tất cả các thành viên ngỡ ngàng, khâm phục rồi xúc động. Hôm đó họ còn có một trải nghiệm đặc biệt. Nghe cô giáo kể, các em tuy khiếm thị nhưng đều rất yêu bóng đá. Đã 2 năm liên tục, đội tuyển của trường đoạt giải bạc tại các cuộc thi đấu bóng đá dành cho học sinh khiếm thị trên toàn quốc. Và thế là một trận đấu bóng đá giữa các thành viên và đội tuyển của trường được tổ chức ngay tại sân trường. Các thành viên sẽ được bịt mắt lại. Hai cô gái sẽ bổ sung cho đội tuyển học sinh khiếm thị. Ngược lại, phía các chàng trai cũng sẽ được bổ sung hai tuyển thủ. Và bây giờ trận bóng bắt đầu. Trái bóng gậy đá là loại bóng đặc biệt, nó sẽ phát ra tiếng động để các cầu thủ đoán hướng, di chuyển và tranh cướp bóng. Về nguyên tắc là vậy, còn đây là cách tìm bóng của các tuyển thủ xe hình trong thực tế. Mới đầu còn vụng về, nhưng chỉ lát sau, dưới sự cổ vũ máu lửa của các cổ động viên, trận đấu diễn ra bắt đầu căng thẳng. Đội tuyển khiếm thị ghi bàn trước, một bàn thắng khá đẹp. Đến lượt đội tuyển xe hồng gỡ được một bàn, nhưng tác giả vẫn là các tuyển thủ của trường Tăng Viện. Lát sau, cơ hội đến chân diễn giả. Rất nỗ lực, nhưng không vào. Trận đấu quyết liệt, hấp dẫn hôm đó cuối cùng kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong niềm vui của các cô gái và nỗi ấm ức của cả ba chàng trai vì không ai ghi được bàn. Vui đá bóng, nhưng tất nhiên là họ không quên nhiệm vụ. Đại diện cả nhóm, diễn giả trình bày với cô Nguyễn Thanh Hương là người quản lý mảng đào tạo khiếm thị tại trường về trường hợp của em Lì. Hiện nay là em đang bị khiếm thị. Em khiếm thị từ 53 tuổi rồi do một cái cơn bệnh. Nhưng mà có điều là em học cực kỳ giỏi. Tức là em không thấy đường để ghi chép, hoàn toàn không được học chữ nổi, không có được ghi chữ nổi luôn, nhưng mà em thi được lên tới lớp 9 luôn. Tức là cứ lên lớp đều đặn học như mấy em bình thường, tức là chỉ nghe và nhớ thôi chứ không ghi chép được. Cho nên là, nhưng mà đến năm lớp 9 thì có lo là gia đình của em nó ngày càng khó khăn hơn, thành ra là em không có thể đi học được. Bạn Lý kia là đã học đến lớp 9 rồi đúng không? Dạ. Trường cô thì cũng chỉ dạy các em từ lớp 1 cho đến lớp 9 thôi, thì là em ra trường. Như vậy là kết quả cũng rất khả quan. Lì học hết lớp 9 là đã quá tuổi nhập học tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Nhưng các bạn đã nhận được lời hứa giúp đỡ của cô Hương để giới thiệu cho Lì đến trường dạy nghề tại Nghệ An để em tiếp tục học. Tối mịt hôm đó, chuyến xe hồng mới đưa họ rời đi trong quyến luyến.
nỗ lực thay đổi ngoại hình của mèo tròn vẫn chưa kết thúc. Hôm nay tất cả các thành viên quay lại Salon Hoài, một tiệm làm tóc có tiếng ở thủ đô, để cô chủ tiệm, một người hâm mộ chương trình, hoàn thiện nốt mái tóc rất cá tính cho mèo. Cả các chàng trai cũng tranh thủ làm đẹp để chuẩn bị đi đón thành viên mới. Theo kế hoạch, họ sẽ đón một chàng trai và một cô gái tại địa điểm nhà hát lớn thành phố. Nhưng vì một số lý do khách quan, đến phút chót, các thành viên mới biết rằng họ sẽ chỉ đón được một thành viên, người còn lại sẽ đến muộn vào vài ngày sau. Đây chính là chàng trai thứ tư của chuyến xe hồng, 23 tuổi, học chuyên ngành nghệ thuật, thành thạo cả lĩnh vực thiết kế thời trang, cả khả năng biên tập và viết kịch bản, tự tin đến quá mức vào bản thân khi nói chuyện công việc, nhưng cũng lại tự ti đến độ nhút nhát trong chuyện tình yêu. Đó chính là Gấu, nhân vật mới nhất của chuyến xe hồng. Tất nhiên lúc này các thành viên vẫn chưa hề hay biết về sự có mặt của anh chàng. Nhưng ôm một tấm biển đứng chờ giữa nhà hát lớn thì quả cũng là sự kiện lạ. Và thế là... Dạ. Ý nghĩa của em là gì? Dạ em chờ xe hồng đón chị. Chào, chào bạn Gấu, Em nói hộ chị với, là ý nghĩa của em cầm cái hình rất là cute và cái tên Gấu rất là cute này là như thế nào? Dạ. Đấy à. Nó hợp với dáng em, giống gấu. Mấy bạn thường gọi em là gấu. À dạ, em mang tên Gấu này lâu chưa? Dạ chưa chị, mới đặt để đi hành trình thôi. Vừa mới đặt xong ạ? Vừa đặt xong. Dạ, em ra Hà Nội lần từ mấy? À, lần đầu tiên chị. Lần đầu tiên luôn? Dạ. Và đón nhận cái Z Hà Nội lần đầu tiên luôn? Dạ. Em đang chờ bạn gái hay bạn trai? Em chờ tất cả các bạn. Thế là em offline ạ? Em đi học? Không có chị, nay chuyến xe buýt tình yêu á chị. Xe hồng á chị. À xe hồng. Thế thì bây giờ em đang chờ nhóm bạn Hà Nội hay là như thế nào? Dạ, chờ mấy bạn tới đó. À, thế à? Dạ. Ừ, tên thật của em là gì? À, tên thật của em giờ không tiết lộ được chị. À, thế à? Em dạ. Ở thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. À, thế à? Cảm ơn Gấu, Gấu rất là đáng yêu. Welcome Hà Nội. Chưa lên xe hồng đã có người biết đến, lại được khen là cute, được phỏng vấn, ghi hình. Kết luận đầu tiên về chàng Gấu này là có vẻ đào hoa. Nhưng các thành viên còn lại thì có vẻ không nghĩ thế. Bằng chứng là họ đã đi đến rất gần nhà hát, nhưng chẳng ai phát hiện ra một chàng Gấu đang mỏi cổ đứng chờ. Thành viên mới kìa. May mắn cho Gấu, cuối cùng cũng có người nhận ra. Nhưng hình như năm thành viên đã chuẩn bị sẵn cho một màn chào hỏi đặc biệt. À, đầu tiên ha, xin chào Gấu. À, tên gì? À, diễn giả. Diễn giả. À, à, đây là các thành viên còn lại. Nhưng mà có điều là tên thành viên thì chắc là để từ từ. À, Gấu sẽ tìm hiểu. Nhưng mà có điều là trước khi mà lên được xe hồng thì các bạn thông qua các bạn nữ. Cho nên ở đây là chắc là Gấu phải làm cái gì đấy để cho hai bạn nữ này đồng ý cho Gấu lên xe hồng. Nói chung là mấy bạn nữ nhìn nhan sắc mấy bạn nữ cho lên rồi. Không cần phải nói cái tiếng Hàn. Trời không có trời không? Tự tin quá. Trời ơi. Gấu có thể thể hiện tài năng của mình để cho em với lại chị cho lên xe. Bây giờ mình có một cách là hỏi nhanh, đáp gọn. Ok. Rồi rồi, hỏi đi nha, trong 3 giây. Trả liền lại đi nha. Ok, 2 giây thôi. 3 giây đi. Rồi, ok. Có bạn gái chưa? Chưa. Chừng nào về? Một. Yeah. Có được một người nghe nói em chết chưa? Yeah. Anh em mình. Yeah. Rồi, mốt có từ nó xa lắm đó. Biết không, biết từ mốt không? Mốt nghĩa là mai kia mốt nọ là xa lắm chứ không phải là ngày mai. Mốt là mai kia mốt nọ. Mai kia mốt nọ chứ đâu nói. Hỏi tiếp. À. Thôi cho lên đi. Được chưa? Lên đi. Thôi lên lại thôi. Rồi, mỗi người một tay nha. Lên xe được ưu ái ngồi giữa hai cô gái, anh chàng vẫn giữ được một vẻ hoạt bát rất đáng nể. Tôi tối hả? Ta lỏng đi không cần từ từ vài bữa nữa lỏng ra tới nay còn khép. Dạ em còn bé lắm, năm nay em chỉ mới 20 thôi. 20 là lớn rồi. Dạ. Dưới quê 20 là có chồng con hết rồi. Ở dưới quê hả? Quá à. Em mù 5 phút luôn nha. Em là mèo tròn. Mèo tròn, mèo tròn. Ừ. Doraemon. Thôi đi. À, Doraemon. Thấy chưa? Mọi người giới thiệu đi. Cho biết danh tính đi. Đây diễn giả biết rồi. Giới thiệu thêm sơ sơ chút nữa đi.
Ờ, trời hơi sao biết. Em mời anh bánh, anh ăn bánh phụ ra nha. Được lại sinh năm nhiêu. Cho tăng thêm nhiều đứa mấy đứa con nha. Rồi, cho cháu chắc gì. Tập trung thôi. Rồi, cảm ơn. Em mời anh bánh phụ ra ăn cho nhiều đứa dư dư đây hết hàng. Mình là Mr. Quay. Quay hả? Quay 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 á. À quay future. Hả? Quay quay phim á. À quay phim. Quay thì quay quay phim á. À, mình sinh năm 88. 88 bằng anh em. Vâng, ok. Ok. Chào bạn. Rồi. Bạn là gì? 007. À 007 Zebon. Diễn giả. Mà bên này. Cái là phải hung. Thôi thôi thôi. Tự tin đối đáp, tự tin nhan sắc, tự nhiên đến bất ngờ. Có vẻ như Masu vừa đi, một nhân vật khác không kém phần đặc biệt đã lại đến với xe hồng. Xin hỏi Thiên Vương là Thiên Vương thấy người mới thế nào? À, có vẻ anh chàng này cũng rất vui tính. Vui tính. Tự tin. Đúng. Theo ý kiến của em thì có vẻ hợp với mèo tròn. Tại vì tròn hình thể tròn. Của anh ta cũng tròn tròn. À, về hình thể à? Mèo tròn với gấu. Cũng hợp hợp. Kết hợp với nhau thành khấu mèo đấy. Đúng không? Em thấy anh này được á. Ừ, anh này cũng lém lỉnh lắm. Đúng rồi, em thấy là lém lỉnh nè, hóm hỉnh nè. Nói chung là... anh nhẹ. Dạ. Mà nói chuyện cũng rất là lẹ, rất là mau, rất là biết cách hài hước. Mèo mèo tròn với cả gấu ngồi cạnh nhau tôi thấy giống hai anh chị em họ hơn ấy. Nhưng mà đó là có số lắm đó anh. Đúng rồi, có số giống lắm. Nhau là có số vợ chồng đấy. Họ được một buổi chiều đi chơi Hà Nội có 4 chàng trai và 2 cô gái Nội, nên anh Lũng có sáng kiến chia làm hai nhóm. 007 rủ Na và Quay là một nhóm, nhóm còn lại của diễn giả mèo và gấu. Vừa lên hành trình, gấu đã có vẻ để ý đến mèo. Suốt buổi hôm ấy, người ta thấy anh chàng luôn bám sát, lúc bên phải khi bên trái, nhưng lúc nào cũng trong vai trò một vệ sĩ rất cần mẫn. Tối hôm đó anh chàng tâm sự, nếu các bạn có hỏi tôi ấn tượng với cô gái nào, thì tôi sẽ trả lời ngay là mèo. Cô gái dáng người nhỏ xinh, gương mặt cá tính. Gấu sẽ tìm hiểu về mèo nhiều hơn, biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Còn với ba người ở nhánh bên kia, hôm nay lại là một ngày không thành công của 007. Chủ động rủ Na đi cùng, nhưng với Mr. Quay luôn ở bên Na. Suốt cả buổi hôm ấy, anh chàng chẳng nói được bất cứ câu nào với đối tượng của mình. Thậm chí Quay lại luôn là người chủ động dẫn dắt cả nhóm. Nhưng nỗi phiền muộn đó của 007 là có thật. Người ta thấy anh chàng tiết lộ những bí mật này trong nhật ký. Anh em chung phòng em cũng muốn quen bé Na. 007 ngoài miệng thì nói thích quen bé Na thì cứ việc. Tình cảm không ép buộc được, nhưng thật lòng chẳng muốn Quay quen bé Na chút nào. Sau Masu, diễn giả và series, hình như một cuộc đua nữa đã lại bắt đầu. Rất là hay, rất là thú vị. Và 007 bắt đầu yếu thế. Không phải bắt đầu yếu thế, không phải vì cậu ấy không có tình cảm với bé Na, mà bởi vì bạn ấy sống rất là mộc mạc và không dám nói, rất là mộc mạc. Mộc quá. Em nghĩ là những cái mà nãy giờ mình thấy được ở 007 đó là tại vì anh ấy đang fall anh ấy đang yêu. Yêu. Anh đang love nữa. Yeah, anh ấy đang yêu cho nên là anh ấy hay suy nghĩ vẩn vơ, vớ vẩn, lung tung, tùm lum vậy thôi. Tùm lum tà la hả? Dạ. Yeah. Vậy thôi, chứ hoàn toàn là cũng không có cái gì thể hiện là bị không còn bị đấy, bị đấy, bị đấy. Bị thế à? Bị quay rồi đấy. Quay rất khéo, khiến cho bé Na chóng mặt và 007 cũng cảm thấy là không ổn lắm. Có lẽ là trong mấy tập trước thì Quay hơi bị kín tiếng cho nên là đúng rồi. Dạ. Yeah. Quay và chúng ta nhìn Quay cũng thấy cậu ấy ra chiều là một người vừa sâu sắc vừa quyết liệt. Thì 007 thấy Quay là bắt đầu tấn công rồi. Đúng rồi. Nhưng mà 007 là lúc mà nói chuyện với bé Na mà buổi tối nhớ không? Ngồi nói chuyện thì là nói là Quay hơn hẳn anh nhiều cái. Đấy là bạn ấy tự ti. Tự ti. À, tôi thấy xảy ra cái sự phức tạp này lỗi chính do đâu các bạn biết không? Đừng nói bé Na nha. Không phải. Lỗi do đâu các bạn biết không? Lỗi cho chương trình không đưa lên một bạn gái nữ nữa. Lỗi cho chương trình không đưa lên một bạn nữ nữa. Đúng không? Để cho bây giờ cái sự giành giật nó trở nên nó căng thẳng như thế này. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng. Đón lấy nắng sớm chiều quang.